Kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ dành cho tạp chí thể thao số 212 ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với các hình thức rèn luyện thể dục thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là bài tự tập ở nhà bộ môn thể thao yoga do huấn luyện viên Phạm Thị Hòa hướng dẫn. Đây là môn thể thao giúp người tập vừa nâng cao sức khỏe vừa phòng tránh được dịch bệnh, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, người cao tuổi tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên sẽ giảm các vấn đề thường gặp như là mất ngủ, xương khớp, huyết áp, tim mạch hay tiểu đường. Bằng nhiều hình thức đa dạng thiết thực, phong trào rèn luyện thể dục thể thao đã góp phần tích cực làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Hàng ngày vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, dọc hành lang các tuyến đường giao thông, khu vui chơi, công viên hoặc sân vận động trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có khá nhiều người cao tuổi rèn luyện sức khỏe bằng hình thức đi bộ. Đối với người cao tuổi, đi bộ là môn thể thao phù hợp, giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, tăng cường hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, sự dẻo dai, làm cho cơ và các khớp xương chắc khỏe hơn. Với người cao tuổi, đi bộ còn là khoảng thời gian để tăng cường giao lưu trao đổi những vấn đề thời sự hoặc những kinh nghiệm trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Như cái tuổi già, thì cái tuổi già từ 60 trở lên thì báo cáo với các anh là vẫn cứ phải thể dục thể thao, không thể dục thể thao nó biến chứng. Ngoài đi bộ, bóng chuyền hơi ngoài trời cũng là môn thể thao được nhiều người cao tuổi lựa chọn. Đây là cơ sở để ban đại diện hội người cao tuổi các cấp lựa chọn được hội viên, thành lập đội tuyển để tổ chức tập luyện, thi đấu. Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 100 câu lạc bộ thể dục thể thao người cao tuổi, trong đó riêng bộ môn bóng chuyền hơi có khoảng 30 câu lạc bộ với trên 400 thành viên tham gia luyện tập thường xuyên. Tôi đến cái môn bóng chuyền này cũng tập luyện thường xuyên từ lâu rồi. Mà trong thời gian tập luyện thì chúng tôi cảm thấy là sức khỏe nó rất là tốt. Và thường xuyên là luyện tập và đi đấu các cái giải lớn của tỉnh và của quốc gia. Nói chung là cái môn bóng chuyền hơi của hội người cao tuổi các cô đấy, thì chiều các cô là vẫn thường xuyên luyện tập, đánh để vui khỏe có ích và tinh thần thì rất là mạnh mẽ so với lại không thực hiện cái môn này. Từ ngày các cô tham gia cái câu lạc bộ bóng chuyền hơi này thì nói chung là chị em là trong hội người cao tuổi là ai cũng rất là ưa thích và rất là phấn chấn về cái môn này, vì là giúp cho cơ thể của mọi người là đều khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện để phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia, thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tùa Chùa là những địa phương đầu tiên của tỉnh thí điểm lắp đặt các bộ thiết bị vận động tại các khu vực công cộng. Những thiết bị luyện tập đều có hướng dẫn cụ thể để giúp cho mọi người có thể sử dụng dễ dàng, an toàn và hiệu quả. Trước hết thì là mình phải khẳng định một điều là những cái dụng cụ này rất có ích và có ích cho sức khỏe. Và nhất là chúng tôi là người già này là tập luyện này để về này, một là ngủ ngon này, hai nữa ăn này, ngon này, thứ ba nữa là tinh thần nó sảng khoái. Đấy, cái thứ tư nữa là tập luyện thế này mình thường xuyên thì nó đảm bảo cái sức khỏe. Do vậy cho nên là một là duy trì được cái cân nặng, thứ hai nữa là nó ra được mồ hôi cho nên là nó tạo thải những chất độc ra. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người đã chủ động điều chỉnh hình thức tập luyện, đồng thời lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp như yoga, thể dục dưỡng sinh ngay tại nhà. Trước kia thì chúng tôi tập thể, thế nhưng mà từ ngày mà có cái dịch COVID-19 đến giờ thì chúng tôi sẽ tập ở nhà. Với các cái động tác và chức năng thường xuyên là chúng tôi vẫn tập thường xuyên để tránh lây lan truyền nhiễm cho người khác và cộng đồng. Coi thế là để triển khai cái công tác này thì tôi lên khuyên các chị em là tập thể dục thường xuyên để đảm bảo sức khỏe. Tập ở nhà thì cảm thấy rằng là nó hơi buồn một tí, thế nhưng cơ mà nó cũng khoan khoái và nâng đỡ cơ thể, giúp bản thân mình năng động hơn. Tôi theo cái môn này là được 4 tháng rồi. Và khi tham gia cái lớp tập luyện thì tôi thấy là cơ thể khỏe mạnh hơn đấy, và thứ hai nữa là mọi công việc đấy thì ở trong gia đình ấy, thì mình sắp xếp thời gian để tham gia cái lớp tập yoga này. Bởi vì là cũng thấy tác dụng của cái lớp yoga này, khi mình tập về thì thấy cơ thể khỏe mạnh đấy, cái thứ hai nữa là cái tinh thần nó thoải mái. Hôm không đến được cái công việc gia đình đấy thì cũng không đến được thì cũng rất là tiếc đấy. Thì cũng
thì vẫn tập online ở nhà theo cô giáo ấy. Đấy, cái thời gian mà Covid thì vẫn tập ở nhà theo cô giáo hướng dẫn. Với sự đa dạng của các hoạt động thể dục thể thao dành cho người cao tuổi, đã thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi tích cực tham gia luyện tập thường xuyên, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao của người dân nói chung, người cao tuổi nói riêng ngày một phát triển rộng khắp. Thưa quý vị và các bạn, tập yoga mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như tăng sự linh hoạt và sự dẻo dai, sức bền cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, cải thiện hoạt động của các hệ cơ quan, hệ thần kinh, tuần hoàn tiêu hóa. Thêm vào đó, tập yoga còn có tác dụng phát triển các cơ, giúp các cơ rắn chắc, cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trong học tập, công việc và cuộc sống. Tập yoga hàng ngày còn là liệu pháp tuyệt vời để phòng và chữa bệnh, tăng cường sức khỏe. Các bài tập yoga có những tác dụng như là ngăn ngừa các bệnh về xương khớp, cải thiện khả năng hoạt động của phổi, ổn định đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng huấn luyện viên Phạm Thị Hòa, câu lạc bộ Phạm Hòa Yoga Điện Biên tập theo bài số 5, tăng nội tiết tố cho cơ thể. Nội tiết tố là một vấn đề mà chị em phụ nữ thường quan tâm, đặc biệt là chị em lứa tuổi ngoài 30. Một số động tác ngày hôm nay giúp chúng ta cân bằng nội tiết tố, tìm lại sự cân bằng trong cơ thể và níu giữ tuổi thanh xuân. Mời các bạn vào buổi tập ngày hôm nay. Siết cơ đùi, đẩy hông lên cao hơn nữa. Hít sâu, ta nhẹ nhàng hạ mông, hạ lưng của mình xuống thảm. Thở ra, hít thở điều hòa tại đây hai hơi thở. Lần thứ ba, hít một hơi thật sâu. Rồi nhẹ nhàng ta nâng cái cơ thể của mình đi lên. Quan sát cái nền móng của bàn chân, siết cơ đùi, cảm nhận cái vùng năng lượng nó đang đổ về vùng hông. Cảm nhận cái vùng rốn của mình nó đang áp sát về cột sống, nó mát xa toàn bộ cái vùng nội tạng. Đẩy cao hơn một chút nữa, nén hơi thở đi ạ. Rồi hít sâu ta nhẹ nhàng hạ lưng hạ mông của mình xuống thảm. Thở ra ta điều hòa hơi thở. Ta quan sát từ bên trong thấy cái nền móng của bàn chân. Thông thường thì mọi người, những người mới nó khi nâng lên là cái mũi bàn chân của mình nó hay bị mở ra. Ta cố gắng ấn cái cạnh trong của bàn chân xuống thảm. Ta ấn cái ngón chân cái xuống để cho cái lực của chúng ta đều trong bốn góc của bàn chân. Lần cuối giữ nguyên tại đây, hết một hơi thật sâu. Rồi thở ra ta nhẹ nhàng nâng cái hông của mình đi lên. Dựa đầy nén hơi thở, khóa Mula Bandha. Động tác này giúp cho cái vùng hông của mình nó được mát ra, nó đổ cái năng lượng, đổ cái khí huyết vào nuôi dưỡng cái vùng hông, vùng xương chậu. Nó làm cân bằng nội tiết tố, nó làm mát xa cơ quan buồng trứng và tử cung cho mình. Giữ ở đây vài nhịp thở nữa với hơi thở đều. Mỗi lần ta hít vào, ta mang hơi thở về vùng bụng. Rồi khi ta thở ra, ta cố gắng nâng cao cái hông lên một chút nữa. Ta cố gắng thót chặt cái bụng lại một chút nữa. Rồi ta đưa tâm trí của mình về vùng bụng dưới. Ta cảm nhận cái vùng bụng dưới, cái vùng tử cung, cái vùng buồng trứng, nó được nóng ấm dần lên. Ép cái ngón chân cái xuống thảm hơn một chút nữa, nâng cao hông một chút nữa và siết cái cơ đùi lại. Đưa tâm trí của mình vào vùng bụng dưới. Một hơi thở cuối, hít một hơi thật sâu. Rồi thở ra ta nhẹ nhàng, hạ cái mông cái lưng của mình xuống thảm. Hai gối co lên ngực, hai tay ôm lấy gối, kéo cằm chạm về gối để trả lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 3 2 1 Ta từ từ hạ chân xuống thảm, hai chân duỗi thẳng cách rộng bằng hông, hai tay vươn về phía đỉnh đầu, hít một hơi thật sâu. Rồi thở ra ta nhẹ nhàng buông hai tay dọc thân người, ngửa lòng bàn tay, thư giãn, thả lỏng. Nhúc nhích cái thân người của mình cho cân đối trên mặt thảm. Cảm nhận cái vùng xương sống của mình nó được thẳng hàng, nó được mềm mại,
nó được thư giãn. Hai chân khép lại, hai tay áp sát vào thân người, úp bàn tay xuống thảm, chuẩn bị tư thế cái cày. Thẳng lưng, cả lớp hít vào về tư thế cái cày, nhấc hai chân, hai tay đỡ ở vùng lưng. Cái tư thế này ta có mục đích là để cho làm cân bằng lại cái vùng lưng của mình, làm thư giãn, làm thả lỏng cái vùng lưng, tạo sự cân bằng cho xương sống của mình. Giữ ở đây hai nhịp thở đều, cố gắng tập trung cảm nhận vào cái hơi thở của mình, cảm nhận cái vùng lưng của mình nó được kéo giãn. Cố gắng đẩy cái đỉnh mông lên một chút nữa, kéo cái ngực hướng về cằm chứ không cố gắng ép cằm về ngực. Một hơi thở nữa, hít sâu rồi thở ra. Ta nhẹ nhàng co hai gối chạm trán, bật thân người và lăn lưng trên thảm, lăn tròn lưng 5 lần, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ta ngồi trên thảm, ta xoay người sang bên trái, ta thu hai bàn chân lại áp sát nhau, hai tay đan lại và bao lấy mũi bàn chân. Hạ cái khớp háng của mình xuống, thả lỏng cái khớp háng ra, hạ cái gối xuống. Lưng thẳng, ta dùng chân thả lỏng ở tư thế cánh bướm. Khép mắt lại, buông lỏng hai vai, làm mềm mại cái khớp háng của mình, thả lỏng cái vùng xương chậu. Dùng nhanh hơn một chút nữa, cảm nhận những cái cẳng chân phía ngoài và cái đùi áp sát xuống mặt thảm. Hơi xếp nhẹ cái cơ bụng lại nào. Nhanh hơn. Chậm chậm. Và dừng lại. Chúng ta ngồi chắp bằng ở trên thảm, hai tay đặt nhẹ trên gối, vài hơi thở điều hòa, chụp lưng thẳng, thư giãn khuôn mặt, thả lỏng hai vai, hít sâu, chậm chậm ta thở ra thật hết, hít sâu. Thư giãn khuôn mặt, thả lỏng chân mày và đuôi mắt, thả lỏng gò má và xương hàm, thả lỏng hai vai. Rồi ta chậm chậm thở ra, ta đẩy hết sự căng cứng, mệt mỏi trong cơ thể ra bên ngoài. Một hơi thở điều hòa nữa, hít sâu. Rồi ta chậm chậm thở ra thật hết. Ta nhẹ nhàng mở mắt ra, hít vào ta nâng và vươn hai cánh tay của mình lên cao. Chắp hai tay lại, thở ra kéo hai tay về ngực, cúi đầu hướng về ngón tay cái. Namaste. Mời cả lớp nghỉ. Bài tập yoga vừa rồi đã kết thúc chương trình tạp chí thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí thể thao số 213 cũng vào khung giờ này thứ 3 tuần sau.